đây cho nó nóng. Mưa tới luôn rồi. Mưa tới. Đồ nóng ngon. Ủa? Cái gì vậy? Hủ tiếu khô. Sao cái này nó khác hả? Đâu hủ tiếu nước. Anh làm gì có nước ra vậy? Cái mẹ, anh em ăn hủ tiếu khô. Mưa rồi. Này của mẹ hủ tiếu nước. Ừ. Húp. Mẹ phải húp. Ừ. Vậy là đây, chào cả nhà nha. Rồi xin chào cả nhà. Nè tiếp tục Segi nấu ăn một mình. Ủa sao hai đứa đâu cần này? Có chứ. Ủa quên. Cái này nè mẹ. Rồi. Mời cả nhà ăn hủ tiếu gõ với gia đình mình nha. Này đây là hủ tiếu gõ nè. Mẹ ăn thử coi khác thường ngày mà mẹ ăn không? Ngon giật mình luôn. Mà cả nhà ăn hủ tiếu. Em ăn có giống vị ở Sài Gòn mấy cái gì xe á không? Nào. Ăn trộn cắt. Nghe mùi là thấy thơm rồi, giống rồi đó nè. Nhưng mà để mẹ thưởng thức coi. Cái nước, mẹ phải húp cái nước chứ mẹ ăn ăn rồi mẹ húp. Ăn hủ tiếu là trước khi là vô húp cái nước trước. Trời ơi. Ngon. Nhìn rưỡi con da hết rồi, mẹ đòi da. Ừ. Con để tấp mỡ vô là. Ủa tại... sao anh trộn này có tương ớt nè, ừ. Có nước tương nè. Ừ. Ừ. Đẹp không? Đẹp ngon. Trời ơi mẹ ơi, bữa con với Tuấn đi ăn ở ngoài đường nè mẹ. Ừ. Mà sao người ta trộn đường nhiều dữ vậy ta? Thì quá là phải vậy thôi. Thôi trộn một ngắt luôn. Ăn mà nó dùng mình luôn á. Mẹ không khoái ăn đường à. Nhưng mà ý người ta cứ trộn bình thường như vậy được rồi chứ mắc gì mà người ta phải trộn đường như chi ta. Nếu vậy là người ta thêm một chén đường để vậy ai thích ăn thì để. Đúng rồi mà đâu có cần đâu. Không thấy nước tương là đã ngọt rồi mà. Ngon cái này. Trộn nãy giờ hơi bị khô hủ tiếu không? Hơi khô. Rưới miếng nước vô. Mà nó ngon, nó không có à. Không bị ướt nè. Nó không có bị ngọt như người ta. Cái này là ngọt dừa, ngọt thanh, ngọt dừa phải. Ngọt mặn mặn. Ngọt dịu dàng. Ồ, còn hủ tiếu chín chưa em? Chín rồi. Ăn thêm miếng nước vô là được. Nãy trụng lẹ quá. Ừ. Nãy trụng lẹ quá, sợ nó chưa chín á. Mà trụng nhiều quá rồi sợ nó bị ấy. Của mẹ là ăn nước là vừa á. Ừ. Còn khô mình trụng nãy nhưng quên trụng nhanh quá. Anh cho miếng nước vô nó mới mềm ra. Không, anh về là vừa. Tại em nãy anh thấy em ăn gì mà em để quất nguyên một bệt luôn. Này em phải tán nó ra chút nữa. Tại nãy anh trộn hơi lâu rồi cái nó bị dính lại á. Nè không? Cậu thiếu người ta. Đấy. Nè sáng vậy còn em gì gấp bệt vậy dính anh tưởng đâu nó anh tưởng đâu nó không có chín nè gà hủ tiếu người ta gà gời nè em review vậy là chết anh rồi à, chết quán rồi gì đâu mà thấy gấp một bệt hủ tiếu dính cứng ngắt luôn anh tưởng đâu là không mà nó cũng hơi cứng thiệt em phải chai miếng nước vô thấy nó mới mềm ra nào anh thử coi cả nhà nha. Ai vô hả ta? Cái ai vô hay gì để coi thử coi. Sao nghe mở cửa rồi, hay là mở cửa vô bóc cái ba chạm mất tiêu rồi. Cái ba đâu rồi? Coi chừng thiệt rồi nha. Có mực. Có nghe mở cửa không? Nghe gẹt mở cửa dạ lên không thấy ai hết trơn. Nè cậu hủ tiếu của ta nè. Thấy không? Ừ. Còn em gấp gì anh thấy. Làm hết hồn chứ. Mời cả nhà nha. Hương vị quen thuộc. Đúng là hương vị của hủ tiếu gõ đây rồi. Đúng cái mùi luôn. Rồi trước anh học nấu bằng bột canh. Có vị nó cũng giống nhưng mà không giống vị này lắm. Vị này mới giống nè. chứ mấy bà lạ dễ dầu bắt được. Đấy, bắt được nó. Để kể mẹ kể cho nghe, ngày hôm qua mẹ bịt khẩu trang, bận áo, đội nón, tính đi đưa bà Chính đi mua thuốc. Cái đi ra thấy anh đi sợ nấy lại đó ôm. Lợi nó chạy một cái dù chạy ghét cái vô nhà luôn. Meo 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 là người lạ không bắt được. Rồi mẹ mở khẩu trang ra cái mẹ lại mà ôm được. Cái này không giống hủ tiếu gõ, biết sao không? Miếng thịt chắc còn dày quá. Hủ tiếu gõ dở lên cái là thấy bóng đèn. Hủ tiếu gõ là có cái gì bên à chả. Quả viên. Quả viên. Đây. Hủ tiếu này 20.000. Không có giò heo. 25.000 mới có thêm cái phần giò heo. Phần giò heo 5.000 vậy? Ừ. Phần giò heo có 5.000. Ừ. Quá nuôi Vĩnh Long nhiều lắm, năng tỉnh luôn. Nấu hủ tiếu gõ này mình bỏ chỉ có 3 nguyên liệu. Bỏ gì? Ba loại gia vị. Cái gì? Muối hột, đường phèn, muỗng bột ngọt. Chỉ cái bột ngọt anh bỏ cho nó có lệ, muỗng ăn không bị lộn á. Nguyên ngồi bà bá này đâu có thấm đâu, chỉ có 2 loại thôi. Chỉ có bột ngọt nặng mà nó có hương vị nó nhưng không có cái nó hơi chát chát, không có bỏ đường cám luôn á. Để đường phèn. Nước bữa nay ngon. Đợt trước học của một công thức khác nữa là học bằng nấu bằng bột canh. Cũng ra mùi. Nhưng mà kiểu như nó đậm, cái mùi nó đậm hơn, nó chứ nó không thanh bằng cái này. Nó ngọt đậm á. Thôi mẹ, thằng Tài nó làm bánh cam đâu bệ bị nổi đâu mẹ. Tự làm không bị nổi luôn, nó làm mình đó đó. Làm sao hay vậy? Bột ít dầu lắm. Nó bỏ lần bỏ hết vô luôn. Mà quan trọng là có sốt xốp không? Hay là cứng ngắt? Dẻ không? Ủa sốt xốp không, nó cắn. Nó xốp. Xong mình mở ra là thấy nó bọng bọng kiểu cái nhân luôn á. Như y như người ta bán luôn. Mình làm sao á, thua Tài nữa. Kỳ vậy? Dạ.